các bạn ơi, hôm nay ông Long Vlog sẽ ra đến Hiệu Vàng Trung Sinh quảng bá cho Hiệu Vàng Trung Sinh nhá. Mình là ông Long Vlog nhá. Ông Long xinh gái nhá. Ông Long xinh gái và gặp Long Hằng luôn nhá. Các bạn nhá. Mình quảng bá cho Long Hằng luôn nhá. Các bạn ơi, không biết là chủ quán Long Hằng đang đóng cái gì, đóng quạt này. Từ khi tớ lấy vợ xong bạn chụp ảnh cho tớ, bạn sửa quán luôn. Bạn ơi, mồ hôi tuôn rơi. Những đêm nắng hè lòng con mát buồn. Chào Long Hằng nhá. Long Bảo Long Hằng quán ảnh viện Long Hằng áo cưới đang sửa quạt bạn ơi. Xin chào mọi người, mình xin lỗi mọi người nhá. Mình ra với quạt một tí này. Dê quạt của mình nhá. Hi, mình là Long Chảy Vlog nhá. Bạn sửa này là để cho bạn mát bạn ơi, đúng không? Đúng chưa? Đúng chưa? Là bạn cho tớ đây là Long Chảy Vlog ấy. Long Bảo nhá, ôi Long Bảo đẹp trai, Long Cam nhiều. Ê, bà lỗi nha. Thôi mình xin phép vào Trung Trinh Quỳnh. Mình nói thế thôi, nhưng mình sang chôn anh Quỳnh của mình nhá. Ừ, đây, ô bạn đây. Ừ, nước vối cho mình xin cốc nước vối nhá. Đây, bạn mình trân trọng mình, mời mình cốc nước vối nhá. Để mà ghét ý, Long không bảo. Long không bao giờ mời người ta nước đâu nha. Các bạn nha. Anh, bạn biết Hàm Long ở đâu? Hàm Long ở Bắc Linh với Bắc Giang nhỉ? Hàm á. Anh mình bảo, mình hôm qua mình gặp anh Hàm bảo: "Anh ơi, anh là Hàm, em là Long, tại sao ở đâu có tên anh em mình? Mình xin mình không cướp nhá." Mình xin lỗi các bạn này. Đây là Long Long nhá. Bạn hút này không? Bạn hút cả bạn Hà không? Hút bạn Hà. Cho mình xin điếu này. Cầm luôn hút. Đây là bạn của mình cho mình bao thuốc này. Cảm ơn bạn nhé. Bạn nói lại đi. Ở chụp ảnh cho ông quay chưa? Đây rồi. Chụp ảnh cho ông Long Vlog xong rồi là có tiền sửa nhà luôn các bạn ạ. À, mình cảm ơn bạn nha. Mình chỉ mang niềm vui đến cho mọi người thôi nhá. Long Chảnh xin phép bạn, mình xin cái này mình đi. Long Chảnh bây giờ tiếp tục chương trình nhá, sang Hiệu Vàng Trung Sinh nhá. Không ai cản mình được, ngoài đường không có ai cản mình được. Đấy, ngoài đường không ai cản mình được nhá. Không ai chắn mình được nhá. Mình đi qua một cách hiển nhiên luôn, hiên ngang luôn. Ôi, con chào bác. Con chào bác. Đây là bác trong nhà nghỉ cho nhà Hiệu Vàng Trung Sinh. Con yêu bác. Ơ, cháu cười cái gì đây? Bác là ông Long Vlog chứ à? Ông Long Vlog. Anh à, đừng cắn tao ơi, đừng cắn tao, đi đằng sau. Anh ơi, kệ nó đi. Anh ơi, hôm nay em xin phép em chôn anh một tí. Anh ơi, đây là Thịnh Thịnh Phong, em của Long Cam. Đưa cho em cái này. Anh xem phải đá thay anh không? Anh tóc đen. Dạ. Anh tóc đen. Dạ. Anh tóc đen. Anh tóc đen và anh sẽ làm cho em một con kỳ hưu ở đấy được không ạ? Và em sẽ bỏ một hạt. Đúng rồi. Không, cầm luôn cả cái lanh kia về nhá. Dạ vâng. Đây anh Quỳnh nhá. Anh Quỳnh vàng. Nhưng mà anh ấy là gì nhỉ? Vòng bạc xanh đá quý. Cô ơi, cười gì đây? Cái đầu đẹp á? Các bạn thấy mình có đầu đẹp không? Đẹp không? Ê. Dạ. Các bạn ơi. Đen xỉn tí nhá. Các bạn ơi. À, đây là các bạn ơi. Đây là chiếc vòng của em Thịnh, nhà gọi là Lưu Phúc Thịnh. Em Thịnh là Lưu Phúc Thịnh sẽ quảng bá cái này cho anh Quỳnh vàng nhá. Này, đây là đá thạch tóc. Nhưng mà các bạn ơi, một hạt này nó bị méo. Mình xin phép mọi người